Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Trường thi đấu bắt đầu. Nguyệt Dương Hoa Tình Yêu. Cô muốn nói, mẫu tộc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trời sinh trời dưỡng là thủ lĩnh của Thiên Tinh Hoàng ở Nhật Thần Đế Quốc, là sự tồn tại có thực lực cực kỳ cường đại. Vòng đầu đã gặp phải đời sau của Hoàng Giả Hoàng Kim Mãnh Ma tộc có phòng ngự mạnh nhất. Đây mới là vòng thứ hai của đấu vòng loại, vậy mà lại gặp phải Liệt Dương Hoa Tịnh tộc rồi. Vận may này đã không còn dùng được từ kém để hình dung nữa rồi. Trận này nghe là chỉ có thể va chạm trực tiếp mà thôi. Quá nhanh, bắn trúng hết rồi. Không đúng, các ngươi mau nhìn kìa. Kỹ năng loại chết thay, vẫn thật khó đối phó. Xem ra hình người đó không phải là bản thể của hắn, phải tìm được vị trí bản thể của hắn. Không kịp tìm nữa rồi, chỉ có thể phá hỏng để ăn may mà thôi. Quỷ ảnh mê tung bộ, không tránh kịp rồi. Sư hổ kim căng cháo, bài trừ. Mình mới thi triển một lần sao hắn lại biết rồi. Xem ra không dùng một chút bản lĩnh thật sự thì không thể nào chiến thắng đối thủ rồi. Tiểu tử này làm sao thế? Toàn bộ công kích của mình vậy là mãi bị hắn đánh bật ngược lại. Cảm giác đáng ghét thật. Tinh tinh, còn rảnh phân tâm nữa. Tinh tinh, ngươi tỉnh rồi. Trong tinh thần chi hải xảy ra chuyện gì? Đó là lạc ấn của tinh tinh, vậy mà lại sáng lên. Đấy nè, trạng thái huyết mạch, hạch tâm của đối phương. Xem ra tình huống có lợi cho mình rồi.